Có một cô em rất là thú vị, cô ấy nhắn cho Duyên và cô ấy bảo là bài viết của chị, bài viết nào em cũng vào đọc, và em thấy là em rất rất là cuốn cuốn cái cách cuốn bởi cái cách luận quẻ số điện thoại của chị. Bạn này cũng đã bén duyên với thần số học, cũng đã biết cái cách xem số điện thoại thần số học. Lúc bạn nhắn lại đúng là cái bộ quẻ giờ, bộ cách hàm. Thì Duyên luận luôn cái bộ quẻ cách hàm, có nghĩa là thay đổi nhận thức, thay đổi cảm xúc. Nghĩa là lúc này cái nhận thức trong em, cái cảm xúc trong em đã thay đổi, em mới nhắn tin cho chị. Bài viết nào của chị em cũng vào đọc hết, vì em nói là em đã theo dõi chị từ rất lâu rồi, rất là bị cuốn những cái bài viết đó, nhưng mà đến tận hôm nay mới nhắn tin. Thì phải có một sự thay đổi rất là lớn bên trong, thay đổi về mặt suy nghĩ, về mặt cảm xúc thì mới nhắn tin cho chị. Xong cô ấy bảo là ôi hay về chị, và nếu mà như vậy thì mình nắm được rõ về tất cả các quẻ dịch thì sẽ không ai lừa được mình, đúng không chị? Mà lúc chuyên bắt đầu tập quan sát, tập luận quẻ thì mình gieo quẻ thường xuyên, và qua cái việc gieo quẻ đó, tập quan sát để nghiệm chứng quẻ dịch, mình rất là hay để ý đến những cái sự vận động xung quanh, để mình từ đó rút ra được những cái kết luận, rút ra được những cái nhận định về bộ quẻ đó. Thì vì mình hay để ý nên là mình rất hay chú ý vào những cái bộ quẻ mà mình cho là không tốt. Bộ quẻ với cái ý nghĩa là che giấu hoặc là che đậy gì đó chẳng hạn. Khi bà này hỏi, nếu mình nhận thấy là mình bây giờ mình đâu có quan trọng cái việc có ai đó lừa mình hay không lừa mình nữa đâu. Khi bạn gieo quẻ đến một lúc nào đó thì bạn sẽ thấy là mọi việc nó bình thường, cái gì nó cũng bình thường. Mà bây giờ chủ yếu là Duyên luận quẻ giờ để các bạn thấy được cái sự vận hành của vạn pháp xung quanh nó thú vị như thế nào, để các bạn nhận ra được 64 quẻ dịch nó là một cái phương tiện tuyệt vời như thế nào. Còn đến lúc bạn đã gieo quẻ đến cái mức độ nhuần nhuyễn rồi, gieo quẻ đến một cái chừng nào đó rồi, thì bạn không cần phải gieo quẻ nữa. Lúc đó mọi thứ nó sẽ hiện ra một cách rõ ràng. Vậy thì lúc đó cũng đâu có quan trọng cái việc ai đó họ muốn lừa mình hay là họ không lừa mình, đâu quan trọng nữa. Liền cho cái đầu óc nó khai sáng ra thì lúc đó quẻ dịch nó hiện lên tự động, mà bạn đã biết nó là quẻ gì và nó sẽ đi theo xu hướng nào. Do vậy mà mục đích cuối cùng của học dịch lý chính là việc khai sáng đầu óc, chứ không phải là ngồi luận đoán quẻ dịch chính xác bao nhiêu phần trăm. Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị với 64 quẻ dịch nhé. Có gì thắc mắc bạn hãy để lại bình luận hoặc là nhắn tin cho Duyên.